xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con làm chi. Kính thưa quý khán giả, đây là một chương trình học xuyên suốt trọn bộ Kinh Thánh, bắt đầu từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền qua phần hướng dẫn của mục sư Trần Thái Sơn. Cảm ơn Chúa đã đại dụng mục sư Sơn để giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo được lời của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa thêm sức, thêm ơn cho mục sư. Xin quý vị dành thời giờ để theo dõi liên tục chương trình cũng như giới thiệu đến quý thân hữu, tín hữu xa gần để họ cùng học lời Chúa với chúng ta. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời thêm sức cho chúng ta để không những lấy nghe làm đủ mà còn áp dụng lời Chúa vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình học xuyên suốt trọn bộ Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến sách Khải Huyền qua sự hướng dẫn của mục sư Trần Thái Sơn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học sách Giô-sê phần thứ 10 với tựa đề Người của chúng ta. Dựa trên lời Chúa được chép trong sách Giô-sê chương 5 từ câu 1 đến câu 15 qua phần giảng giải của mục sư Trần Thái Sơn. Và giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe và xin kính mời mục sư Trần Thái Sơn. Kính chào quý vị thính giả, tôi là mục sư Sơn. Cảm ơn Chúa cho chúng ta được tiếp tục học Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Hôm nay với sách Giô-sê đoạn 5, chúng ta được học lời Chúa dạy về địa vị cao quý mà Đức Chúa Trời dành cho một dân tộc, một người được thuộc riêng về Chúa giữa thế giới tối tăm. Đoạn 5 câu 1 là được biệt riêng. Trong câu 1 này giới thiệu cho chúng ta hai loại dân tộc khác với dân Israel. Đó là các dân ngoại bang như dân Amorit và các dân của xứ Canaan. Nếu tham khảo với sách Phục Truyền đoạn 7 câu 1, so với câu 6 và câu 8, Kinh Thánh cho chúng ta biết sự khác nhau của các dân ngoại bang này với dân Israel như sau. Đoạn 7 câu 1 sách Phục Truyền: Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc, là dân Hê-tít, dân Ghi-rê-ga-xít, dân Amorit, dân Canaan, tức 7 dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi. Nhưng số phận của họ là sẽ bị đuổi khỏi xứ Canaan. Phục Truyền đoạn 7 câu 6 và câu 8: Trong khi đó dân Israel được Chúa biệt riêng, vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Đức Giê-hô-va trìu mến mà chọn lấy các ngươi chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu. Thật số các ngươi là ít hơn những dân khác, nhưng ấy là vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời thương yêu các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi. Như thế khi Giô-sê gọi người của chúng ta là Giô-sê muốn nói đến những người được chọn biệt riêng cho Đức Chúa Trời, những người kinh nghiệm được quyền năng giải cứu dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va đã làm cho nước sông Giô-đan bầy khô trước mắt dân Israel. Những lời này đã nhắc lại cả một quá trình Chúa đã thực hiện để cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập, dẫn dắt họ 40 năm trong đồng vắng và bây giờ đưa họ vào đất hứa. Đến thời Tân Ước khi viết thơ gửi cho những người tin Chúa Giê-xu về đức tin nơi Chúa Giêsu Christ mà bị bắt bớ khiến họ phải tan lạc khắp thế giới thời đó, Peter đã nhắc lại địa vị cao quý này của người tin Chúa Giêsu. Peter nói: Peter, sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asia và Bithynia là những người được chọn. Sự nhắc nhở những người tin Chúa Giêsu là những người được chọn giữa một thế giới thật là cần thiết biết bao đối với dân Israel thời Giô-sê. Lần đầu tiên sau gần 500 năm, từ một dân tộc vong quốc được đặt chân lên vùng đất hứa để làm tổ quốc riêng cho mình, một cuộc sống mới mẻ
nhưng cũng không thiếu những khó khăn trước mắt vì phải tranh chiến với những sự tấn công không ngừng của những kẻ thù nghịch trong xứ. Niềm vui hoặc lo sợ đều có thể làm cho người ta dễ bị cám dỗ. Trong những giờ phút đó có một sự nhắc nhở địa vị được biệt riêng cho Chúa, thật là cần để gây ý thức đứng vững. Đối với những người tin Chúa Giêsu đầu tiên thời sứ đồ Phi-rơ, sau niềm vui tin Chúa Giêsu Christ sẽ được cứu rỗi rồi lại bị bắt bớ vì đức tin nơi Đấng Christ tan lạc giữa thế gian tội lỗi, một sự nhắc nhở địa vị là người được chọn địa vị dân thánh là cần thiết giúp họ đứng vững vàng. Ngày nay, như Chúa Giêsu đã phán trong những ngày trước khi Chúa Giêsu tái lâm thì tội ác sẽ thêm nhiều. Ma quỷ sẽ giận hoảng mà đến cùng người tin Chúa Giêsu. Thì chúng ta là người tin Chúa Giêsu cần lời Chúa nhắc luôn rằng chúng ta là dân thánh, là người biệt riêng thuộc về Đức Chúa Trời hầu cho giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái Đức Chúa Trời không vít, không tì. Và lời Chúa kêu gọi đừng làm theo đời này nhưng hãy chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Đoạn 5 câu 2 đến câu 8 là lập ước với Chúa. Sau khi được nhắc nhở địa vị cao quý giữa đời này của người tin Chúa Giêsu, Chúa bảo Giô-suê là phép cắt bì cho dân Israel là những thế hệ đã được sinh ra trong đồng vắng. Sau khi đoạn 17 câu 9 đến câu 14, Chúa đã giải thích nghi lễ cắt bì có ý nghĩa là một giao ước thuộc dòng dõi Abraham với Đức Chúa Trời. Chúa phán, đoạn Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia sẽ giữ giao ước của ta. Mỗi người nam trong dòng các ngươi phải chịu phép cắt bì, ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức là giao ước giữa ta với các ngươi, cùng dòng dõi sau ngươi. Câu hỏi được đặt ra là tại sao trong 40 năm lưu lạc giữa đồng vắng, Chúa không bảo dân Israel làm lễ cắt bì? Vì 40 năm lưu lạc là 40 năm bị Chúa phạt, hình như Chúa đứng ngoài giao ước. Một tội nhân thì không thể lập ước với Đức Chúa Trời, chí thánh. Bây giờ dân Israel đã qua sông Giô-đanh, một từng trải về sự cứu rỗi đã được xác nhận. Đoàn dân mới này là dân biệt riêng của Đức Chúa Trời. Chính trong địa vị cao quý đó họ mới có quyền ký giao ước với Chúa. Tôi không biết từ ngày anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm đấng cứu thế, để trở nên dân thánh của Đức Chúa Trời, anh chị em có lập giao ước với Chúa không? Tối thiểu cái giao ước mà tôi biết chắc rằng anh chị em đã lập với Chúa là qua mỗi lần chúng ta dự lễ tiệc thánh, Chúa phán, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì phải rao sự chết của Chúa cho tới lúc ngày đến. Trong đoạn 5 câu 4 đến câu 6 có một điều chúng ta phải hết sức lưu ý trong lời của Giô-suê trước khi làm lễ cắt bì cho dân sự. Giô-suê đã nhắc lại những người Israel đã chịu cắt bì khi ra khỏi Ai Cập đã ngã chết trong đồng vắng. Tại sao? Đoạn 5 câu 6, vì họ không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va, nghĩa là họ không giữ giao ước với Chúa. Vấn đề không phải là chịu nghi lễ mà tấm lòng có chịu nghi lễ không. Truyền đạo đoạn 5 câu 4 dạy rằng khi người khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chứ chậm mà hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kể dạy. Vì vậy nếu anh chị em thật sự đã tin Chúa Giêsu Christ đã biết mình thuộc về Chúa, thì địa vị cao quý đó chắc chắn sẽ khiến anh chị em vui mừng hứa nguyện, lập giao ước với Đức Chúa Trời. Nói như Phaolô đã nói trong thư Côrintô thứ nhất đoạn 9 câu 17, nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Nhưng đã hứa đã lập ước với Chúa, ăn bánh uống chén của Chúa thì sẽ rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến, thì phải nhờ ơn Chúa trả sự hứa nguyện đó, đừng chậm trễ. Con đi về rừng đông,
Đoạn 5 câu 9 đến câu 12 là sống trong đời mới. Phân đoạn kinh thánh này rõ ràng là một cái mốc lịch sử cho dân Israel, đánh dấu chấm dứt những ngày lưu lạc đồng vắng, chính thức bắt đầu cuộc sống định cư trong đất hứa. Và để đánh dấu cho biến cố trọng đại này, một lễ vượt qua đã được dân Israel cử hành. Với sự cử hành lễ vượt qua trong thời điểm này, thật là đầy đủ ý nghĩa cho dân Israel, giống như lễ ăn tiệc thánh của người tin Chúa Giêsu ngày nay. Đoạn 5 câu thứ 9, lễ vượt qua là cơ hội để nhắc lại quá khứ về ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời đối với dân Israel, và được cứu ra khỏi sự xấu hổ nô lệ nơi Ai Cập. Đoạn 5 câu 11 và 12, nhìn về tương lai, ngay sau lễ vượt qua, dân Israel ăn thổ sản của đất hứa. Họ hưởng những phước hạnh mới mẻ. Lễ ăn tiệc thánh đối với người tin Chúa Giêsu cũng vậy. Luca đoạn 22 câu 14 đến 15. Đối với quá khứ, lễ tiệc thánh nhắc những người tin Chúa nhớ đến sự đau đớn, sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu Christ vì tội chúng ta. Nhớ đến một núi Sinai với tội lỗi con người bị lên án đã được đền trả. Lễ tiệc thánh cũng nhắc người tin Chúa Giêsu nhìn tới núi Olive, nơi Chúa Giêsu Christ tái lâm thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Nói cách khác, phân đoạn kinh thánh Giô-suê đoạn 5 câu 9 đến câu 12 bày tỏ hình bóng về hai con người trong chúng ta. Con người thứ nhất là chấm dứt người cũ, chấm dứt cái bản ngã trong chúng ta, như thư Ê-phê-sô đoạn 2 câu 13, lời Chúa phán: nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Con người thứ hai là bắt đầu đời sống mới trong Đấng Christ, như thư Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4 đến câu 7, lời Chúa phán: nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn. Ngày đêm mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Người cũ chúng ta hay người của Chúa là thế ấy. Mọi sự phải qua đi, này mọi sự đều phải trở nên mới. Đoạn 5 câu 13 đến 15, được Chúa dẫn dắt. Đọc đến phân đoạn này, tôi thật cảm tạ Chúa vì Giô-suê thật là một người lãnh đạo hội thánh gương mẫu.
Nói một cách khác, gần gũi hơn, Giô-suê thật là một người tin Chúa Giê-xu đúng tiêu chuẩn mà Chúa muốn chúng ta có. Sau khi được Chúa lột bỏ quá khứ tội lỗi, ông kinh nghiệm một đời sống mới trong Chúa. Một người tin Chúa Giê-xu chân chính là không tự mãn hoặc ngủ yên, mà lại nhìn đến tương lai muốn mở rộng vương quốc của Chúa. Giô-suê đoạn 5 câu 13, Giô-suê ngước nhìn Jericho, một ải địa đầu trong đất hứa. Ông đang tìm cách để chiếm lấy Jericho cho Chúa. Tôi tin rằng lòng của Giô-suê cũng như của chúng ta trước một trở lực to lớn mạnh như thành Jericho không thể nào bảo rằng không đáng lo. Phải thành thật nói rằng nghĩ đến những ngày qua trào nước mắt, nhìn vào ngày tới toát mồ hôi. Cảm ơn Chúa, trong những giờ phút đối diện tương lai đầy khó khăn đó, Giô-suê đã nhìn thấy một người cầm gươm trần đối diện, và Giô-suê đã nghe người phán: ta đến làm tướng cho đạo binh Đức Giê-hô-va, nghĩa là người ấy đến để dẫn dắt dân Chúa chiến đấu. Người ấy muốn nói với Giô-suê rằng: ngươi đừng sợ, ta sẽ dẫn dắt, sẽ chiến đấu thay ngươi. Ôi, không có gì vui mừng hơn cho Giô-suê. Lòng vui mừng khi khám phá rằng cuộc chiến tương lai sẽ như trong quá khứ. Giô-suê không chiến đấu một mình, mà Chúa sẽ chiến đấu cho ông. Chúa sẽ đi trước, và Giô-suê đã sắp mình xuống thờ lại Chúa. Quý vị phải thấy lời này khích lệ khi nhìn vào tương lai đời sống theo Chúa của cá nhân mình, khi nhìn vào tương lai công việc Chúa mà anh chị em muốn làm cho Chúa không? Hãy nghe Chúa phán với chúng ta như Chúa đã phán với Giô-suê ngày xưa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20 phần B, Chúa Giê-su Christ phán: về này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Trong Giăng đoạn 14 câu 8, Chúa Giê-su Christ phán: ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Và Giăng đoạn 16 câu 32 đến 33, Chúa Giê-su phán: các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cảm tạ Chúa, người của chúng ta là phước hạnh dường ấy. Nguyện Chúa khắc ghi trong anh chị em lời nhắc địa vị của mình đã được biệt riêng cho Chúa. Khích lệ anh chị em lập ước với Chúa, ban cho anh chị em một kinh nghiệm mới mẻ trong Chúa. Xin Chúa ban cho anh chị em vững vàng theo Chúa, phục vụ Chúa, vì biết rằng Chúa đang dẫn dắt chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đường đi có Chúa sáng, nguy ta có lo chi? Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi? Đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa Trời. Chúa là mục tư dâng dắt ta đi, Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi, trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi. Đường đi có Chúa sáng, nguy ta có lo chi? Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trông gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi? Đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa Trời. Chúa là đường ngày ta quyết đi theo, Chúa là
có lo chi. Đường đi có Chúa, đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi, đi theo tìm Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa trời. Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi, đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường, ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Thưa quý vị thính giả, quý vị có thể nghe lại chương trình này trên website www.hoithanhtinhlanhvietnam.com. Nếu quý vị muốn có CD của chương trình, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau. Ban truyền thanh của chương trình phát thanh Tin Lành xin trân trọng kính chào. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mang. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con vui cao quý. Xin cho con trái tim xin ngàn đời.